sinh kế cộng đồng, vì chất lượng cuộc sống của người nông dân Việt. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ và ngày một thịnh vượng của Việt Nam, vẫn còn đó những miền quê, nơi người nông dân phải vất vả mưu sinh hàng ngày mà vẫn không đủ no ấm. Ở đó, trên những mảnh vườn, những thửa ruộng, người nông dân chỉ biết trông chờ vào mưa thuận gió hòa, vào những buổi chợ đắt hàng để mưu toan sinh kế cho gia đình. Ngày mai, tương lai vẫn là một điều bí ẩn mà chính họ còn chưa biết được. Với cam kết mạnh mẽ đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng sống của người Việt, thấu hiểu và chia sẻ khó khăn của người nông dân, Bixi Việt Nam, một thành viên của Center Group Việt Nam, đã tiên phong cho ra đời phát kiến chương trình Sinh kế cộng đồng, nhằm giúp đỡ các hộ nông dân Việt Nam cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống một cách bền vững. Central Group always committed to the prosperities of the countries and made sure that the quality of life of people is doing well. Our business is not just doing the retail. We always think as well the people around us. A lot of product and services come from small business and even from the farmers. So the contribution to the farmers is very important to us as well. The COP project that we create here is the livelihood for the community. It's the project that we make the objectives that the farmers have to be able to live and earn the money in the long term. Lần đầu tiên, một chương trình có sự hỗ trợ mạnh mẽ và hợp tác chặt chẽ của một ban điều hành độc lập bao gồm các đại diện đến từ Hiệp hội Bán lẻ, Ngân hàng, Viện Nghiên cứu và Trường Đại học có uy tín, các tổ chức phi chính phủ và nhà phân phối với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và kênh bán lẻ hiện đại cùng chung tay hỗ trợ cho người nông dân Việt. Dưới sự lãnh đạo của ban điều hành, chương trình Sinh kế cộng đồng đã và đang mang đến những hỗ trợ thiết thực cho các hộ nông dân, ngư dân và các hộ gia đình sống ở các vùng khó khăn để phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế cho họ. We contact the local authorities, we contact the good research development of the good university on agriculture to help them to make their product better. And then they can supply the quality of the product to our store. So we are helping them to sell the product to the customer. And when the customer like it, they will come back and buy it. And the farmer as well, they can earn the money again. So this one, with this plan, we hope that the farmers will have better quality of life and they have earning and they can sustain their living in a better way. Như bao người nông dân khác ở Sơn Hà, vốn quen với công việc một nắng hai sương trên cánh đồng rau quê hương, chị Lan đã quen với việc thức khuya dậy sớm, bán hàng thì hôm được hôm mất, vất vả nhưng mãi vẫn chẳng đủ ăn. Rồi một ngày, chị được làm quen với chương trình Sinh kế cộng đồng. Giờ đây sản phẩm của chị có mặt ở hệ thống siêu thị Bixi Việt Nam. Lần đầu tiên, chị biết tới những khái niệm mới mẻ như siêu thị, nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn sản phẩm, thương hiệu rồi phát triển bền vững. Với chị, những khái niệm này vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng giờ đây, chị không còn lo lắng khi đã có Bixi Việt Nam cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm, thu nhập hàng tháng tăng lên và ổn định hơn trước rất nhiều. Sự quan tâm của cán bộ địa phương và cán bộ Bixi hướng dẫn khai thác và đóng gói rau để vận chuyển đến siêu thị để bán cho người tiêu dùng trong thành phố. Chăn nuôi gà kiến là một trong những thu nhập chính của gia đình anh Đinh Văn Quang, hiện là trưởng nhóm chăn nuôi gà kiến của chương trình Sinh kế cộng đồng với 8 thành viên vào lúc ban đầu. Tham gia chương trình Sinh kế cộng đồng, anh đã được định hướng chăn nuôi theo nhu cầu của thị trường, được đào tạo về kỹ thuật chăn nuôi gà kiến và bước đầu biết đến xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Thậm chí, phía siêu thị còn ứng trước vốn cho anh đầu tư mở rộng việc chăn nuôi. Vì thế, anh không còn phải lo lắng về đầu ra nữa, yên tâm chăm lo phát triển đàn gà, đảm bảo chất lượng để được phía siêu thị bao tiêu.
Chúng tôi nuôi gà và nhập cho Bixi là cung cấp cho Bixi là từ tháng 1 2018 đến nay, và chúng tôi đang phát triển phát huy tiếp để gắn bó cùng với Bixi tiếp. Rồi phòng nông nghiệp huyện, bên khuyến nông, rồi chính quyền địa phương, xã, các ban ngành đoàn thể, thú y, nói chung là cũng tận tình, cũng tạo điều kiện, cũng hỗ trợ về tinh thần, kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, cũng ủng hộ giúp đỡ bà con chúng tôi nhiều. Con gà chúng tôi là đảm bảo là đầy đủ chất lượng, không có bệnh tật, không có ăn là ăn lúa thóc, không có ăn cám công nghiệp. Anh Đinh Văn Đèo là một người nông dân ở xã Sơn Trung đã được lựa chọn làm trưởng nhóm hái rau rừng với 15 hộ gia đình. Nhờ tham gia vào chương trình sinh kế cộng đồng, anh và bà con đã không còn phải lo sợ việc rau mình hái được sẽ không có chỗ bán ra. Giờ đây khi sản phẩm đã được siêu thị bao tiêu toàn bộ, anh và bà con đã yên tâm hơn, tin tưởng hơn về công việc mình làm, bắt đầu có nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Sinh kế cộng đồng là một sáng kiến của Central Group Việt Nam nhằm hướng đến hỗ trợ cho các hộ nông dân nghèo tập trung chủ yếu ở khu vực vùng sâu vùng xa, với mục đích là để giúp họ cải thiện cái thu nhập, cải thiện cái sinh kế, đồng thời nâng cao chất lượng của cuộc sống của họ một cách tốt đẹp và bền vững hơn. Một ngày mới lại bắt đầu ở Sơn Hà, guồng quay cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Người dân Sơn Hà lại quay trở về công việc thường nhật của mình. Với những người nông dân, chương trình sinh kế cộng đồng đã mang lại nhiều sự đổi thay cho cuộc sống của họ. Giờ đây, họ đã không còn lo lắng khi sinh kế và thu nhập đã được đảm bảo, cuộc sống đã tốt lên rất nhiều. Tiếp nối thành công ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, chương trình sinh kế cộng đồng đã và đang tiếp tục hỗ trợ cho nông dân ở các địa phương khác để mang đến nhiều hơn sự đổi thay ở những làng quê nghèo, cho những người nông dân một nắng hai sương, có cơ hội thay đổi cuộc sống của chính mình. Sinh kế cộng đồng vì chất lượng cuộc sống của người nông dân Việt.